Cảnh này thật là quen thuộc. Mọi người thấy chữ emergency không? Thấy chữ này là teo chính cúc rồi ha. Có chuyện nữa rồi. Làm như vô đây ghét, làm như là ghiền nhau. Vô vô bệnh viện cái bị ghiền. Tuần lễ vô đây có 6 ngày rưỡi à, còn nửa ngày ở nhà. Vô đây ghét bị ghiền, nhớ nhớ bác sĩ, nhớ y tá chứ. Mọi người thấy không, vô đây xong đó là về là bảo đảm vài chục củ rồi, coi như là đau xương sống. Chết rồi, chết rồi, điều này chắc đi Bình Dương mấy nước tương. Cho mọi người coi nha, đây là bệnh viện. Đây yên tĩnh thiệt á, yên tĩnh rất là đáng sợ, mọi người thấy không, sáng trưa chiều tối coi như là bao bao lâu nay là coi như mình làm chùa, mình làm thiện nguyện cho đất nước này, không có lời lớn gì hết, làm nhiêu trả lại hết nè. Cũng vui, có thiên trả cho địa cũng được. Giờ chút vô tâm sự với bác sĩ y tá nữa, hy vọng mốt hứa với lòng chắc không vô đây nữa, vô đây rất về sợ quá rồi. Thời buổi giờ làm ăn cũng khó, vô đây hoài cúng cúng tiền từ thiện. Mời mọi người nha, dù 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 thế nào như nữa, còn sống là quan trọng, đừng buồn, còn sống là quan trọng. Mình từ thiện cho bác sĩ y tá cũng có nghĩa ha, đồng tiền rất là có ý nghĩa. Ok ba mọi người nha, vĩnh biệt chim bada nha, buồn quá rồi, chút về nhậu được, chút về nhà là phải nhậu nha. Tôi vừa ra khỏi nơi này á, chia tay bác sĩ y tá xong về nhà là nhậu liền, lên bia liền nha bà con, ba mọi người nha. Hãy